Tuy nhiên, kể từ khi Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, thể theo ý Bắc Kinh năm 1979, mọi chính quyền Mỹ đều hỗ trợ Đài Loan những vũ khí cần thiết để phòng thủ theo quy định của đạo luật quan hệ với Đài Loan. Hơn nữa, mới tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã hai lần khẳng định Mỹ sẵn sàng bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhắm vào hòn đảo này. Việt Nam không thể kỳ vọng như vậy. Việt Nam giống Ukraine trước đây cũng đã từng bị tấn công bởi nước láng giềng lớn hơn của mình. Trong vòng 10 năm gần đây, Trung Quốc cho xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và triển khai lực lượng đến quần đảo Hoàng Sa. Ngày nay là quốc gia sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, cũng như lực lượng hải cảnh và ngư binh lớn nhất khu vực. Trung Quốc thường xuyên tuần tra ở các khu vực tranh chấp và buộc tàu thuyền của đối thủ ra khỏi khu vực. Vào đầu tháng 3, quân đội Trung Quốc đã tiến hành một đợt tập trận trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhiều khả năng là để trục vớt một chiếc máy bay quân sự bị rơi mà không có sự cho phép của Hà Nội. Trong khi đó, việc thành lập ít nhất một mà có thể là hai căn cứ của quân đội Trung Quốc gần khu vực biên giới trên đất liền đã được công khai vào năm ngoái. Đó là một căn cứ tên lửa và máy bay trực thăng. Luật biên giới đất liền mới của Bắc Kinh cũng được thông qua vào năm 2021, khuyến khích việc phòng vệ tích cực các đường biên giới của Trung Quốc bằng vũ lực, gợi ý rằng các đơn vị quân đội Trung Quốc hoạt động ngoài các căn cứ này có thể được trao quyền để gây thêm áp lực đối với Việt Nam. Đài Loan cũng phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng, đặc biệt là từ các máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay gần hoặc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hành động quân sự trực tiếp nào chống lại Đài Loan. Nhìn chung, Bắc Kinh đã hạn chế thực hiện các hành động quân sự chống lại chính đảo Đài Loan, nhưng chúng ta không thể nói điều tương tự về Việt Nam. Trung Quốc có lẽ cũng mong đợi dễ dàng và nhanh chóng đánh bại Việt Nam trong một cuộc xung đột vũ trang thông thường. Chẳng khác gì kỳ vọng của Nga trước chiến tranh, tin rằng lực lượng Ukraine thực sự kém cỏi. Trung Quốc hiện có một lợi thế quân sự áp đảo so với Việt Nam, cho dù là về tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, oanh tạc cơ, chiến đấu cơ, tàu ngầm, hạm đội mặt nước hay các lĩnh vực khác. Sau khi công bố tăng ngân sách quốc phòng 7,1% vào đầu tháng này, ngân sách quốc phòng của Bắc Kinh rơi vào khoảng 230 tỷ đô la, gấp ít nhất 32 lần ngân sách ước tính 7 tỷ đô la của Hà Nội. Hơn nữa, Trung Quốc đã liên tục đầu tư vào chuyên nghiệp hóa quân đội, đặc biệt là để tăng cường khả năng hợp đồng tác chiến giữa các quân binh chủng. Cuối cùng, biến giải phóng quân Trung Quốc dưới sự hướng dẫn của ông Tập trở thành lực lượng